bủn rủn chân tay, khi lỡ chạm tay vào hàng triệu chiếc răng mọc chi chít trên da thịt người. Chỉ cần nhìn những hình ảnh này thôi, người cam đoan nhất cũng phải khiếp vía vì độ kinh dị và đáng sợ của nó. Nói trước rằng nếu ai sợ lỗ, sợ chấm li ti thì đừng xem kẻo không dám chạm vào bất cứ thứ gì. Loạt hình ảnh kinh dị về một người đàn ông bị hàng triệu chiếc răng bao phủ từ đầu đến tận ngón chân đang được nhiều người sử dụng mạng xã hội nước ngoài phải rùng mình kinh sợ. Cả một thân thể của người đàn ông trưởng thành được bọc kín răng từ đầu đến chân, tạo cho người xem cảm giác từng lỗ chân lông dựng đứng lên. Những người mắc hội chứng sợ lỗ sẽ vô cùng khiếp vía khi trông thấy những hình ảnh này, có thể sởn da gà, đầu óc chóng mặt vì cảnh hàng triệu chiếc răng xếp đều trăm tắp ở trên da thịt. Nhiều người e ngại người đàn ông này không thể tồn tại được, nhưng thực chất đây chỉ là một sự sắp đặt của con người để tạo nên một nhân vật trong bộ phim kinh dị. Hàng triệu chiếc răng trên cơ thể được làm từ silicone, nên nó có độ cứng và bóng như răng thường. Những nhà thiết kế đã mất hàng chục giờ đồng hồ để gắn từng chiếc răng giả lên một tấm áo mỏng trước khi mặc vào cơ thể của diễn viên.